Ok, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với một video sâu đồ Tống Kim của cầm mấy chỗ S10 đại danh ký sử này, trang chủ game vocongchuyenky.net. Ngày hôm nay là Khải sẽ soi đồ cho đây một cầu thủ, đó là Thanh Long xuất bọt nha anh em ơi. Anh Long trong bang mình nha mọi người. Anh em nhìn sơ qua sơ đồ của anh Long nha. Rồi, ok. Và ngày hôm nay thì anh Long đang có cho mình đó là 68k điểm, 291 mạng. Và có cho mình là tử vong 26 và liên chạm cao nhất là 43. Đó, ngày hôm nay Khải đánh được thứ 1, sẵn tiện Khải soi đồ cho anh em xem anh Long luôn. Đó, nói chung là ngày nào mà Khải có top, Khải sẽ soi đồ cao thủ. Anh em thích cao thủ nào, quý vị comment anh em ơi. Khải sẽ soi tiếp tục anh em xem, nếu có câu hỏi. Rồi, anh Long đang sở hữu cho mình một cái nón chón 30, sinh lực và kháng hỏa, sinh lực hơi hấp. Một cây vũ khí chón 20, kháng hỏa 5. Và một dây chuyền kim, áo kim, phục hồi 40. Thì ở cái áo này thì lá hướng phục hồi nè mà. Rồi, áo này thì nón này đang có cho mình 30 chón. Và vũ khí 20 chón là 50 chón. 50 chón kèm với bao tay 30 chón, kháng hỏa 15. Thì đang có 80 chón nè em ơi. Đang có 80 chón nha. Rồi, đang có 80 chón. Đó, nón 30, 9, vũ khí 25 và bao tay 30, 15. Nhưng mà 15 bên dưới không kích nè em ơi. Kháng hỏa bên dưới không kích, không kích nha. Tại vì chỉ có một cái dây nhẫn kim thôi. Rồi, dây mọc là lá kháng lôi. Rồi, một đại lương kháng lôi sinh lực và một nhẫn kháng lôi sinh lực cao. Một ngọc bội kim được kích sinh lực, nội lực và kháng độc cũng khá hợp lý. Bao tay này Thủy sẽ kích nhẫn này và đai lưng như nào. Và tính sơ qua thì sơ đồ của anh Long thì đang có hiệu ứng chón là 80 chón, chứ không quá chậm nha anh em ơi, 80 chón thôi. Và hiệu ứng kháng hỏa cũng khá là tạm ổn thôi, không có cao lắm. 9 và cái này nem là có 14 kháng hỏa thôi. Và Tống Kim sẽ chắc chắn bù lắc như nào. Và Tống Kim chắc chắn sẽ bù lắc. Đó. Và Tống Kim chắc chắn sẽ bù lắc. Nhẫn này thì chỉ lấy hiệu ứng nó là kích hiệu ứng chón của cái bao tay dòng 1 này thôi. Thì bao tay này đang có sức lực nội lực thì hiệu ứng thì có 30 chón. Đó. Áo này chỉ lấy phục hồi 40 kháng độc. Dây chuyền này chỉ lấy sức lực và kháng độc. Và đai lưng này lấy kháng lôi và sức lực nội lực là 50. Vũ khí cái nhẫn này ngon này, sau cái giỏ đan thì cái nhẫn này kháng lôi 15 và được sức lực 10 ít này. Rồi ngọc bội này cũng bù sức lực là ok luôn em ơi. Rồi, đơn giản vậy thôi. Giày thì cũng khá tầm trung, nói chung là set đồ tương đối là set đồ gọi là tầm trung. Đủ chơi tầm với hiện tại bây giờ là hết set kim phân em ơi. Thì nói chung hay nói vui là set đồ giá tẩu em ơi. Nói chung tầm này là gọi set đồ giá tẩu thôi. Đi kích shop anh em mua set đồ này tầm khoảng tầm 5-600 nghìn là anh em có thể chơi được rồi. Set đồ này tầm đó thôi nè, khoảng tầm 8-10 kim thôi. Hiện tại server là 10 kim là khoảng 700 nghìn. Thì set đồ này chưa đến 8 kim rồi em ơi. Nói chung là khá là rẻ. Anh em nào muốn chơi thì mua set đồ tẩu, set đồ tầm 5-700 nghìn là chơi vô tư em ơi. Đó, rồi. Một trong những võ đan cũng như là ông anh trong bang Khải em ơi, và cũng là một người sói phụ Khải nha. Rồi, ngày hôm nay Thành Long cũng đánh khá thành công, nhiều trận đã lên top 1, top 2, top 3. Và ngày hôm nay Thành Long được top 4, Khải sau anh em xem đó. Với hiệu ứng là 68k, 782 điểm, 291 mạng, 72 number serve và 26 lần tử vong và tử vong liên chạm vào 43. Đó. Thì đây là một trong những võ đan của bang Khải cũng như là phụ em ơi. Rồi. Anh em thích soi cầu thủ nào có việc comment em ơi. Nếu mà còn cơ hội thì những trận sau nếu đánh top thì Khải tiếp tục soi anh em xem nha. Ok, kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Và anh em nào muốn trải nghiệm game, muốn xe vào server chơi thì đừng quên truy cập ngay trang chủ vocongchuyenky.net tại ngay mấy chỗ S10 đại danh ký sử đỡ về chơi nha anh em. Ok, bye bye anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại hoạt động với bang anh em ơi.